Sắc Bình tuyên bố gắt khi được khuyên chia tay Phương Oanh, bạn gái đáp trả vì bị chê học dốt. Trước bình luận khuyên nên chia tay bạn gái, Sắc Nguyễn Hòa Bình nói thẳng một câu khiến anti-fans phải câm lặng. Động thái này một lần nữa chứng minh tình yêu đặc biệt mà cá mập dành cho diễn viên Phương Oanh. Hơn một tháng kể từ lúc công khai hẹn hò Phương Oanh, hiện tại Sắc Bình và vợ cũ Đào Lan Hương vẫn đang trong quá trình hòa giải ly hôn. Theo lời chủ tịch tập đoàn công nghệ, khúc mắc duy nhất nằm ở việc phân chia tài sản. Hai bên sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để có phương án hợp lý. Về phía doanh nhân Đào Lan Hương, bà cũng lập vi bằng các bài đăng trên Facebook của diễn viên Phương Oanh nhằm củng cố hồ sơ yêu cầu xử phạt. Trước những bình luận công kích ném đá diễn viên phim Quỳnh Búp Bê, Sắc Bình giải thích mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt từ lâu. Bản thân ông đã tìm hiểu nhiều người phụ nữ khác nên không thể quy chụp Phương Oanh là tiểu tam hay con giáp thứ 13. Cá mập sinh năm 1981 lấy làm tiếc nuối vì chuyện riêng tư mà danh tiếng người yêu bị ảnh hưởng trầm trọng. Bên cạnh đó, Sắc Bình khẳng định dù không còn sống chung nhà nhưng vẫn cùng bà Đào Lan Hương chăm sóc nuôi dạy con cái. Trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi. May là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện. Và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lời chê chữ để vu khống là tiểu tam trà xanh thứ ba, cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác, nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao V-biz bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện hoặc cố tình không muốn hiểu thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nạc danh. Vậy nên sau này, cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy, cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi. Đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe sống thật và bảo vệ chân lý. Drama Bình Búp Bê vừa qua có lẽ là vô tiền khoáng hậu trong V-biz, tốn nhiều bàn phím của báo chí và cộng đồng mạng, cũng như gây tổn thương không đáng có cho những gia đình có liên quan. Tôi xin lỗi vì đã mang lại phiền toái cho mọi người và sẽ khắc phục những sai lầm trong quá khứ của mình, Sắc Bình chia sẻ. Trái ngược với cuộc sống nhàm chán trước đây, từ khi hẹn hò Phương Oanh, Sắc Bình không ngại xuất hiện trước truyền thông, cá mập tháp tùng bạn gái đi sự kiện, du lịch xem ca nhạc và tổ chức lễ sinh nhật ngọt ngào. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến doanh nhân Đào Lan Hương bức xúc. Bà cho biết, hành động của bố đã tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý các con ở nhà. Mới đây, dưới một bài đăng Facebook, Sắc Bình bất ngờ nhận được lời khuyên từ netizen. Cụ thể, một tài khoản vào bình luận khuyên CEO nên đuổi người yêu. Đuổi người yêu đi Sắc, vừa đẹp trai vừa giàu thì xứng đáng có 100 người yêu. Ngay lập tức, nhà đầu tư Sắc Thành đã đáp trả thẳng thừng, không bao giờ nhé. Động thái này một lần nữa cho thấy tình cảm đặc biệt mà Sắc Bình dành cho Phương Oanh, càng không có chuyện cặp đôi đường ai nấy đi như một số tin đồn. Danh tiếng bị ảnh hưởng sau chuyện tình cảm, vì vậy Facebook của Phương Oanh liên tục bị cộng đồng mạng soi mói. Mặc kệ điều tiếng bủa vây, người đẹp gốc Hà Nam vẫn chăm chỉ post ảnh xinh đẹp, kèm theo đó là những dòng trạng thái đạo lý. Tuy nhiên, điều khiến netizen bật cười là Phương Oanh rất hay mắc lỗi chính tả. Chân dài viết, nếu không thay đổi, sa mạc ta có thể làm xương rồng. Việc sai lỗi cơ bản thế này một lần nữa khiến bóng hồng VTV bị chê giúp Bình Hoa Di Động. Trước những ý kiến xỏ xiên mình, diễn viên Phương Oanh cũng không ngại đáp trả. Đúng kiểu đã giúp còn hay chê chữ, nhưng em giúp thật nên có dám chê chữ bao giờ đâu. Trước đó, Phương Oanh từng đanh thép tố ngược vợ cũ Sắc Bình giả tạo, cố tình diễn vai bị hại để lấy lòng thương. Người đẹp cho hay, mình và bạn trai đang độc thân nên yêu nhau là điều hết sức bình thường. Thế nhưng doanh nhân Đào Lan Hương lại hắt bát nước dơ nhằm hủy hoại danh tiếng. Mục đích cuối chỉ vì mục đích giành tài sản. Nữ diễn viên cũng tung bằng chứng chứng minh, vợ Sắc Bình trước đó cũng cổ suý cho anh yêu người mới. Chỉ cần ký nốt giấy tờ mua bán đất đai tài sản riêng rồi sẽ ly hôn. Vậy nên anh ấy mới tin tưởng vào sự tưởng như là tử tế sanh chính của chị ta sau khi ký đơn ly hôn và ly thân nhiều năm mà không mảy may đề phòng. Thậm chí, khi chị ta trì hoãn việc hoàn tất các thủ tục ly hôn như đã thống nhất trước kia, thì anh ấy cũng chẳng nghi ngờ. Chưa bao giờ anh thấy anh Bình nói xấu về những người cũ của mình, mà ngược lại luôn tử tế và sẵn sàng hỗ trợ chị ta khi cần. Anh tôn trọng quá khứ của anh và không bao giờ bận tâm đến những điều đó. Nên hai người cứ thế đàng hoàng yêu, bạn bè và gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Thậm chí, con trai anh ấy cũng đã gặp và chơi với anh. Cả hai chỉ chưa muốn chia sẻ công khai mối quan hệ hẹn hò tìm hiểu, cho đến khi những hình ảnh chụp trộm bị tung lên mạng thì mới lên tiếng xác nhận. Cho đến hiện tại chúng tôi chưa kết hôn nên không có chuyện vi phạm chế độ một vợ một chồng và pháp luật hôn nhân gia đình.